Cảm ơn quý anh chị em đã quay trở lại với Xưởng Gỗ Một Gia Đình nha. Nay mình giới thiệu cho mọi người mẫu tủ thờ căm xe cẩn nha mọi người. Và cái mẫu căm xe này thì mọi người có thể thấy lên rất là đẹp không ạ? Tại vì căm này nó sẽ là căm Đông Nam Á hay là còn gọi là căm Việt Nam, Lào, Campuchia đó. Đó, để cho mọi người xem ạ. À. Mọi người thấy không? Cái dòng vân của căm Đông Nam Á thì nó sẽ có vân nha mọi người. Dòng của căm Đông Nam Á thì nó sẽ có vân. Hoặc là mọi người để ở trên này, các cái đường này. Và chất cây mọi người đang coi đây là chất cây căm xe thì mọi người có thể thấy là khi mà cái màu của nó lên ấy, nó sẽ hơi kem kem như vậy nha. Màu nguyên thủy của nó sẽ lên là hơi kem kem như vậy. Và tiếp đó mình sẽ cho mọi người xem ở bên trong nó cũng y như vậy nha mọi người. Tức là cái màu sắc của nó sẽ hơi kem kem như vậy. Và cái mẫu mọi người đang coi đây là mẫu kiểu cẩn thì mọi người thấy lên cái cẩn này là cẩn con trai. Tức là mình sẽ tạo hình ở dưới trước. Sau đó mình sẽ cẩn cái họa tiết ở trên đây. Đó. Do vậy là mọi người xài những cái tủ như vậy rất là bền nha. Xài nó sợ, mọi người xài nó sợ bị bung nhưng mà thực tế là không phải đâu nha mọi người. Tại vì cái này là mình dán keo công nghiệp chứ không phải là xài hàng nhựa. Nếu mọi người xài hàng nhựa thì ok, nó có thể bị chóc mà bị bung. Còn cái hàng này thì mọi người có thể thấy là nó đã dính rất là chặt và rất là cứng và sờ qua thì nó rất là láng mịn. Do vậy nó rất là khó để mà bung ra nha mọi người. Về phía dưới thì mọi người có thể thấy thêm này. Đó, cẩn rồng cuộn này lên rất là đẹp phải không ạ? Và mình sẽ cho mọi người xem cái phần ở bên hông nha. Đó. Phần bên hông thì mọi người có thể thấy này. Đó, trên cũng có cái cẩn này, dưới này. Đó. Đúng chất cây là gỗ căm xe Việt Lào Campuchia nha mọi người, chứ không phải là căm lung tung hay là căm hoặc là pha cây tẹp vào. Đó, bên trong mọi người thấy không? Làm rất là sạch sẽ. Và mọi người thấy thêm là các cái ngăn tầng hoặc là các cái xương của nó đều sử dụng là xương của cây bằng lăng nha mọi người. Xương của cây bằng lăng. À, mọi người nói cái ô chém này đẹp không? Đấy. Đúng chất cây căm xe là mọi người thấy không? Nó kem 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 mà. Và bên mặt trước, bên mặt sau nó giống nhau này. Đó, lên rất là đẹp nha mọi người. Hàng này thì cam kết với mọi người là xài đúng chất cây. Do vậy mọi người có thể xài tủ này là 5-60 năm nha. Và đây cho mọi người xem ở cái phần phía sau luôn. Phần phía sau thì mình sẽ làm là gỗ thao lao luôn. Hậu đình đáy của tủ này đều là gỗ thao lao hết nha mọi người. Toàn bộ là gỗ thao lao hết. Và đây là phần phía trên đình. Làm đúng chất cây thì mọi người có thể thấy là mình sẽ xài rất là bền. Nếu mọi người xài pha cây á, thì thứ nhất á, là nó sẽ bị mối mọt là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái chất lượng của sản phẩm nó sẽ đi xuống. Tại vì do là những cái cây mà mình pha vô á, thì nó sẽ bị mục trước. Còn với cây càng lam, với cây căm xe thì mọi người có thể thấy là mối mọt là ăn là rụng răng nha mọi người. Và kích thước mọi người đang coi đây là size 1m6 nha mọi người. Tức là chiều ngang của nó sẽ là 1m63. Để cho mọi người xem. Chiều ngang của nó sẽ là 1m63 nha mọi người. Đó, chiều ngang là 1m63. Cao từ dưới đất lên tới đỉnh nó sẽ là 1m54. Cao từ dưới đất lên tới đỉnh là 1m54. Và chiều sâu của nó sẽ là đây. Sâu ở trên đỉnh nha mọi người. Sâu ở trên đỉnh này nó sẽ vào là 71, còn ở dưới nó sẽ ra tới 81 nha mọi người. Còn nếu mọi người đo theo kích thước lỗ ben ấy, thì mình sẽ đo cái phần này nha. Đó, phần kích thước lỗ ben thì nó sẽ nằm ở bên này. Tức là mặt phần mặt thờ này này. Chỗ ngang này nó sẽ là 59 nha mọi người. Đó, 59 là mọi người làm số đỏ này. Và phần trên đỉnh này, cho mọi người xem phần trên đỉnh. Và trên đỉnh thì nó sẽ vào là 1m54 nha mọi người. Đó, cùng chiều cao với kích thước của keo luôn. Mọi người cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới nha. Và những cái sản phẩm này bên mình giao tới không giống mô tả thì mọi người trả hàng hoàn toàn miễn phí nha. Và những cái sản phẩm này bên mình giao từ Huế đến Cà Mau miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km nha mọi người. Rồi, cảm ơn và chào tất cả mọi người.